Đứng lại. Em cứ thế mà đi làm à? Lùi ba bước. Đứng đi cái. Tôi phải làm một dấu này rồi đi đâu thì đi nhá. Ui, gì đấy? Xong rồi. Có cái vết son. Vết son này trên người nhá. Bố bảo anh cũng không dám lén phém với con nào. Mà kể cả anh có dám lén phém với con nào á? Tôi cắt. Em một vừa hay phải đấy. Ngày nào em cũng làm như thế này em không thấy chán à? Chán gì mà chán. Nếu không phải anh suốt ngày lén phém với những con khác thì tôi đã không phải mua cái sỏi son nội địa Nhật này nhá. Không lem không trôi này để mà tôi đánh dấu chủ quyền anh. Anh nghe chưa? Ừ. Đi làm đi. Còn thế bao giờ cũng chết. Cái gì? Bà đẹp tuyệt vời. Qua mắt bà. Không phải anh nó khốn nạn lắm em. Kẻ nào đóng lôi anh ra đánh dấu. Nó tưởng nó khôn ăn người. Nó tưởng mình nó biết cái son nội địa Nhật Wakabi ha không lem không trôi này. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi tặng em. Tí nữa em chỉ việc bôi cái son này rồi hôn đúng vào đây cho anh. Bố bảo nó cũng không biết được. Khoan. Thử độ dày của môi. Thanh Bi. Thanh Bi có thấy từ khi yêu anh ấy, là Thanh Bi thấy sướng hơn không? Hạnh phúc hơn không? Sướng thì có sướng, hạnh phúc cũng có, nhưng mà chẳng được cái gì cả. Sao lại không được cái gì? Anh nói cho Thanh Bi biết nhé, cả cái cuộc đời này nhé, cả cái con người này nhé, nhá. Anh nguyện là trao hết cho Thanh Bi nhé, cho hết Thanh Bi nhé. Còn mấy cái thứ tầm thường vật chất kia ấy thì bỏ đi, xét làm cái gì? Ôi ơi. Em không biết đâu, tuần trước ấy, con Yến Xô nó vừa được mua con Liberty đấy. Ừ. Quỳnh nữa, nó được con SH đấy. Còn em thì chẳng được cái gì cả. Thôi được rồi. Chán chết. Muốn có đúng không? Rồi. Hôm nay ngày đẹp trời, tí nữa anh đưa Thanh Bi đi xem xe. Có thật không anh? Hai thứ tóc vừa còn lừa con danh con như em làm gì? Nhưng mà này, tí nữa phải tạm ứng trước cho một cái nhá. Được không? Thế đi luôn nhá. Đi luôn. Xem xe nhá, xong là tạm ứng nhá. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây dậy đi yêu thương. Thì khoảng phải tạm ứng nhá. Sướng không? Rồi yên tâm, anh nhớ mà. Đi luôn. Em số nhá. Ca nhá. Số ca. Đây bố anh biết này á. Ừ. Nghĩ. Em trôn chưa? Em trôn rồi. Đoạn nào? Đoạn này này. Lên lên cúc gạch em. Để đấy đánh dấu. Đoạn đây đi. Em trôn ở dưới này bao nhiêu cây vàng rồi? Em trôn 22 cây. 22 cây á? Chỗ này đông thế này có nguy hiểm không? Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Mà sáng mai vợ chồng mình ra lấy luôn cơ mà. Ok ok.
Ui, chuyển nhanh đi anh nhỏ. Hết một đống rồi này. Em thấy anh cao thủ không? Mình đòi nhà mình đổ vật liệu xây dựng ra đường. Hàng xóm người ta nói hôm nọ anh thuê nó 300 nó không chịu làm, nó bảo rẻ. Hôm nay lại phải làm công công như nhà mình. Đấy, cao thủ chưa? Quá cao thủ. Đi về. Em chả sửa gì ạ? Anh sửa xe à? Không, mới mua xe mà, xe mới mà. Thế anh làm gì anh? Em hỏi này, nhà chị có độ xe không? Độ á? Vâng. Độ chứ. Anh không biết chứ, ở cái khu Cô Lô Nhuê này là chồng em là độ xe nhất khu này đấy. Mày ơi. À, anh chờ em tí nhá. Dạ. Chồng ơi. Hả? Có anh. Thế làm gì anh đây? Ông anh à? Vâng. Ông anh sẽ độ cho em cái bô. Độ xe ạ? Vâng. Nhớ ra nè. Đây. Kinh nhỉ, này mới vét nhỉ. Vừa mua xong. Anh xem nghiên cứu độ cho em cho nó phù hợp với con xe này của em nhé. Em bảo con quay chiến này anh chơi hẳn bô này đi. Bô gì? Bô nổ. Vâng. À, em giới thiệu nhà em vừa mới nhập về quả bô hơn củ. Lổ ngọt cực kỳ luôn. Con triệu á? Ừ. Ôi, anh xem có quả nào mà nó khoảng tầm giá nó rẻ hơn đi. Rẻ nữa đi. Rẻ nữa, rẻ hơn được 200 thôi. Là bao nhiêu? Là 900. Không, cái loại nào mà rẻ nhất đi, rẻ nhất ở đây này. Rẻ nhất á? Vâng. Rẻ nhất. Em có một con khách vừa tháo ra này. Bao nhiêu ạ? 400 đấy. Em nhập vào 350 rồi. Lắp đổ giòn cực kỳ luôn, chơi cực kỳ. Có nào 200. 200. Em đỗ đấy thôi. 200 thì anh chơi mấy ngày nó vỡ. Thế thôi. Yeah. Em chỉ cần con khoảng 200 thôi. Chơi mấy ngày xong là ra đây ông anh độ cho em con khác. À vâng. Nhá. Vâng. Đi làm cho em khoảng 200 thôi. Vâng. Okay. Được chưa? Thế anh để xe đây chiều quay lại là nhá. Chiều á? Vâng. Mấy giờ? Chiều khoảng 4 giờ đấy. Giờ 4 giờ. Vâng. 200 con bồ trời. À em vào đây. 200 nhưng mà anh xem con nào một tiếng nó nổ giòn to thì. Rồi, em độ bô nổi tiếng ở cái đất Cô Lô Nhuê rồi. Nhà anh nhá. Vâng. Em đi nhá. 4 giờ lấy nhá. Vâng vâng. Ai vào nhà đi ông Tích. Chị ơi, xe em xong chưa? Chị ơi. Hả? Anh còn lên đây cả. Xong chưa anh ơi? Đây, em gửi anh ạ. Gửi tiền đây. Vâng, xin. Dạ. Xe em này đi đua mà có phải để chở phân đâu mà. À thì anh bảo là độ bô 200 thì anh chỉ chơi được bô như Hải Phòng thôi. Bô này thì nổ như nào? Nổ diện, nó nổ to luôn nhỉ. Minh ơi. Dạ. Ra biểu diễn cho anh cái. Anh nghe nhá. Test bô luôn cho anh. Nổ như nào? Đây đây đây. Nổ. Đấy, đây này. Nổ quá to luôn. Em bảo rồi, anh chơi con này cẩn thận, mấy ngày nó vỡ đấy. Với cả nếu mà anh sử dụng nhá thì là muốn bô nổ là phải chở hai người. Như thế rồi. Vâng. Mẹ ơi, con muốn đi đi. Kìa Minh. Hả? Con lên mẹ. Ôi, từ từ nhá, chờ em một tí. Cái gì? Sao đấy? Anh ơi, tầm khoảng 8 giờ anh quay lại lấy nhá. Em lấy bô cho cháu đi cái. Đây đây con đây. Bô thế này à? 8 giờ về lấy. Ok. Thôi. Rồi, chào mừng lại đó. Dạ. Đâu? Rồi. Có cái dấu son này trên người nhá. Ơ, cấm được lau. Lau nó không hết đâu, yên tâm. Anh tin đến lại đây này. Có cái dấu này trên người nhá. Bố bảo anh cũng không dám lén phé với con nào. Mà kể cả anh lén phé với con nào nhá. Cái gì đấy? Tôi cắt. Em vừa phải phải chứ. Ngày nào em cũng làm thế này em không chán à? Chán gì mà chán. Tôi nói cho anh biết nhá. Không phải vì anh lút đúng rồi kìa. Mãi chạy.
con vợ anh nó khốn nạn lắm em ạ. Ngày nào nó cũng lôi anh ra đánh dấu. Nó tưởng nó khôn ăn người. Nó tưởng mình nó biết cái son nội địa Nhật qua Kibaha không lem không thôi.